Khoảng 2 giờ sáng nay, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động K02, Bộ Công an bất ngờ đột kích và triệt phá một sới bạc khủng được tổ chức xuyên đêm tại một rẫy điều thuộc thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Bước đầu, cơ quan công an tạm giữ 135 đối tượng đến từ các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, trong đó có 48 là nữ cùng hàng trăm triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, tại khu vực hiện trường đã tạm giữ hơn 60 xe ô tô các loại được xác định là của các đối tượng đánh bạc sử dụng để đi đến sới bạc. Lực lượng công an cũng đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Hùng, 35 tuổi, tên thường gọi Hùng Sida, trú tại phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, là đối tượng tình nghi cầm đầu sòng bạc tại khu vực đèo An Khê khi đang bỏ trốn. Sới bạc khủng này thường hoạt động vào ban đêm và tan rã khoảng 5 giờ sáng hàng ngày. Tại đây có hoạt động cho vay tiền nóng cũng như cầm cố tài sản để các con bạc cháy túi có nguồn tiền tiếp tục tham gia. Bên cạnh đó, sòng bạc có phục vụ ăn uống cho các con bạc thâu đêm với giá cao hơn rất nhiều so với thị trường. Được biết, toàn bộ 135 đối tượng bị bắt sẽ được di lý vào thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho công tác điều tra.